Hello everyone. Today we learn unit starter, lesson 5 and 6. Cô xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học unit starter, đơn vị bài học số 5 và số 6. First, let's learn letter B. B. Trước tiên chúng ta sẽ học letter B và mình phát âm là B. 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 Letter B. What about B? B. 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 Boy, bé trai. B. 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 Ba. Ba. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. B. Bat. B. Bat. B. 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 Boy. B. 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 Bat. Listening. 12. Listen. End point. Nghe và chỉ tay. Letter B. 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 Boy. Boy. B. B. Bat. Bat. A boy. And repeat. And repeat. Letter B. 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 Boy. Boy. Bat. Bat. Listen and repeat. Nghe và lặp lại theo cô nha. A boy with a bat. A boy with a bat. A boy with a bat. Listen and chant. Listening 13. Listen and chant. Listen and chant. A boy. A boy. With a bat. With a bat. A boy. A boy. With a bat. With a bat. A boy. A
a boy. With a bat. With a bat. A boy with a bat. B, b, b. Point to the letter B. B. Nhìn tranh và chỉ tay tới tất cả các letter B. B. Boy. Bat. B. And B. Now listen and repeat. B. B. Next, let's play a game. Who's this? Sau đây, các bạn sẽ cùng chơi một trò chơi. Nhìn vào bức tranh, mở từng ô vuông và đoán cho cô. Đằng sau mỗi bức tranh là ai? Who's this? The first one, who's this? Mình cùng mở các ô vuông và đoán cho cô là ai nha. Are you ready? Purple. Who this? Đây là ai? Quickly. He is Tim. Tim. Who's this? Đây là ai? C is Rosie. Rosie. Who is this? Who is this? Billy. Billy. Rosie. Tim. Billy. Rosie. Tim. Billy. Rosie, Tim, Billy, Miss Bell, and Mom. Who can tell me where are they? Các bạn cho cô biết là những người này họ đang ở đâu? Where are they? They are at school. À, họ đang ở trường học. At school. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Billy. Billy. Rosie. Rosie. Tim. Tim. Mom. Mom. Mom là mẹ các bạn nha. Miss Bell. Đây là cô giáo. Cô có tên là Miss Bell. Listen to the story. Sau đây mình cùng lắng nghe câu chuyện của những người này nha. Thank you.
Hello, I'm Miss Bell. What's your name? I'm Tim. Hello. And what's your I'm name? Miss Bell. I'm what's Rosie. Your name? I'm Tim. And what's your name? Bee. And what's your name? Bee. I'm Rosie. Hello, Bee. Billy. And what's your name? Oh, Billy. Bee. Goodbye, Billy. Bee. Bye. Hello, Bee. Billy. Oh, Billy. Goodbye, Billy. Bye. Watch the clip. Cô mời các bạn cùng xem đoạn video. Hello, I'm Miss Bell. What's your name? I'm Tim. Hello. And what's your I'm name? Miss Bell. I'm what's Rosie. Your name? I'm Tim. And what's your name? Bee. And what's your name? Bee. I'm Rosie. Hello, Bee. Billy. And what's your name? Oh, Billy. Bee. Goodbye, Billy. Bee. Bye. Hello, Bee. Billy. Oh, Billy. Goodbye, Billy. Bye. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Hello, I'm Miss Bell. Hello, I'm Miss Bell. Hello, I'm Miss Bell. What's your name? What's your name? I'm Tim. I'm Tim. What's your name? And what's your name? I'm Tim. And what's your name? I'm Rosie. I'm Rosie. And what's your name? And what's your name? And what's your name? Bee. Bee. And what's your name? Bee. Bee. Hello, Bee. Hello, Bee. Billy. Billy. Hello, Bee. Oh, Billy. Oh, Billy. Billy. Goodbye, Billy. Goodbye, Billy. Oh, Billy. Bye. Bye. Goodbye, Billy. Bye. Sau khi xem xong câu chuyện này, các bạn cho cô biết là khi gặp mọi người thì mình phải làm gì nào? Who can say? Ai có thể trả lời cho cô khi gặp mọi người thì chúng ta phải làm gì? À, chúng ta phải biết chào hỏi. Ok, say hello and smile. Chào mọi người và cười thật là tươi nha. Always say hello and smile. Luôn luôn biết chào hỏi và mỉm cười với mọi người. Ok. Để chào thì mình nói sao nào? Hello. Chào tạm biệt. Goodbye. Và nếu mà muốn biết tên của người khác, các bạn hỏi What's your name? Giới thiệu tên.
am. Okay. Look and choose the right picture. Nhìn và chọn cho cô một bức tranh đúng trong mỗi câu. Ở đây cô có ba câu nha. Number one, các bạn chọn picture A or B. Mình chọn bức tranh A hay là bức tranh B nè. You choose picture A. Say hello. Number two. Picture A or B? B. Hello and smile. Number three. A or B? A. Okay. Please remember always say hello and smile. Các bạn nhớ nha, khi gặp mọi người, mình luôn luôn phải chào hỏi và mỉm cười. Okay, our lesson stop here. Goodbye and see you again. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Clap your hands. Spin around, jump up high. Okay, clap your hands. Clap your hands. Spin around, sit down, jump up high. Stand up, okay. One, two, three, four. Goodbye, goodbye, see you again. Stand up, goodbye, goodbye, see you, my friend. Goodbye, goodbye, I had fun today.